Sao vậy? Sau đây là tiếp đoạn câu Ánh Nguyệt Như Bùi Mời Đào sau ca của Như Bùi nhé. Rồi chị mời em mới không nha. Đã nhiều lần tôi gian em, đừng kêu tôi bằng tiếng thầy, nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dù tiếng thầy xứng hô á thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng ý ai khác thì bụng dạ đã biết sao thầy không chịu nói ra. Trời ơi, Nguyệt ơi, anh đang cúi đầu chờ ân huệ. Hay quá. Em rộng lòng tha thứ cho anh, kẻ gây cho em khổ đau lần đằng. Lương tâm thầy cách thức chắc, tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy là mình hoặc ba thằng tâm, hay chỉ bằng anh thôi. Nếu được tiếng mình, có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Vậy từ nay hai ta âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở sao của chúng ta thằng tâm.
nó sẽ tốt nghiệp ra trường. Sắp tới đây anh sẽ cho ngài làm thân con để vợ chồng mình hoan hỷ nâng ly chúc mừng cho con trong buổi lễ thành hôn. Em gửi quà gì cho con đi? Đây, gặp gối thiếu còn dáng giờ. Chim nguyên luôn à, dịu dàng từng đường tim mới tiếng. Cô gái tim sẵn son chờ mong, nhịp nhàng phương trời xa thăm. Thầy nha, Nguyệt em, em hãy cho anh một ân huệ. Ở bên kia uống dừa chứ vậy, chúng ta nên dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta hãy sống như đôi chim quyên trong hòa cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không may bồng bềnh trong biển cả, thì từ đó con bỏ lại mình nướng sưng vô vẫn tháng tháng ngày ngày đang gạo to cơm sống dư nguyên chất sưng mộng từ lẩu cam trong trời tình gói dân nay dần chiều lần lòng.
thương con là phải sống cho trọn vẹn gì con. Đừng để nó rơi theo vết của lỗi mòn của chúng ta này. Từ lâu em đã cự tuyệt xua đuổi anh, nhưng lần này em hãy cho anh thỉnh thoảng. Không được. Không được có nghĩa là em đi thêm bước nữa với người khác à? Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn anh đừng ở đây nữa. Được rồi, vậy từ nay chúng ta cùng lo cho con vậy. Anh về nha Nguyệt. Dạ, anh Minh về. Anh về nha Nguyệt. Dạ, anh về. Trời ơi. Rồi, cảm ơn mọi người nha.